Chiều 29 tháng 7, hàng loạt màn hình hiển thị thông tin chuyến bay cùng hệ thống phát thanh của sân bay bất ngờ bị chèn nội dung kích động xuyên tạc về biển Đông. Khoảng 16 giờ tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các màn hình thông tin chuyến bay bất ngờ thay đổi, hiển thị các thông tin kích động xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về biển Đông. Hệ thống phát thanh của sân bay cũng phát đi những thông điệp tương tự. Sau khoảng 4 phút, nhà chức trách sân bay đã tắt toàn bộ hệ thống âm thanh, màn hình. Cùng thời điểm trên website của hãng hàng không Việt Nam cũng đã bị thay đổi nội dung đồng thời đăng tải thông tin của hơn 400.000 thành viên Golden Lotus. Vietnam Airlines cho hay đến 17 giờ 45, website của hãng đã được khôi phục và đang được kiểm soát chặt chẽ. Các hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu của hãng hàng không này cũng được cô lập và kiểm soát. Đến 18 giờ 30, theo thông tin từ các hãng hàng không, hiện nay nhiều sân bay trong hệ thống 21 sân bay của Việt Nam buộc phải chuyển qua hệ thống check-in thủ công.